Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dũng đây, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để kiếm được hơn 20.000 gem trong một ngày. Nhưng mà các bạn, đây, thì hôm nay mình sẽ có một cái ví dụ thật thực tế cho các bạn luôn. Thì chẳng hạn là gem thì còn chủ yếu thì có thể là đến với cái The Infinity thôi. Đó là Ada các bạn. Thì như các bạn có thể thấy thì trước hết thì mình nói về cái Daily Task đi. Cái này hình như là được mình không nhớ được bao nhiêu, thì mình cứ giả sử là cái này là hình như là 10 gem, hình như là cái này 10 gem phải. Một cái này thì 20 gem, thì mình cứ giả sử gì đi, mình không nhớ nữa. 10 cộng 20, đấy, cái nhiệm vụ này thì khá là dễ thôi. Bạn biết nó quay bạn vượt qua bay 10 của đây rồi được. Và các bạn đi ba cái story tiếp theo đó, bạn summon 5 tam để bạn summon, có thể là summon gold cũng được. Và cái này các bạn upgrade cho một con nào đó chưa lên level 20 á, nhìn là 20 level 20 nha các bạn. Rồi các bạn mình sẽ cộng 35 lần 12, rồi 130 gem cho một ngày. Rồi nếu không nhớ cái này nhiều nữa. Rồi tiếp theo thì có thể là đến với cái dam thì mình không biết một ngày các bạn một story các bạn có một cái map Infinity, các bạn không biết mình các bạn có thể đi bao nhiêu, nhưng mà tùy theo mình đi, theo mình thì mình có thể đi được cả 300 gem trong vòng một map Infinity. Thì mình sẽ lấy 300 trong vòng 20 phút nha các bạn. 2 phút thì trong vòng 1 tiếng mình sẽ đi được 900 gem. 1 tiếng mới đi được 900 gem thì một ngày mình sẽ đi được 21.600 gem. Thì giả sử như là các bạn chỉ có đi được 6 tiếng thôi, còn các bạn không thể nào chơi một ngày được, thì các bạn cứ bây giờ mình sẽ lấy lại để mình trồng cho mình ra các bạn. Thì mình giả sử là mình chỉ đi được một ngày chi được rồi có vậy thôi, thì tự để mình tính lại cho các bạn 900 x 6, mình đi được 6 tiếng một ngày thôi, chứ mình không thể nào chơi liên tục vậy được, sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mình sẽ được kiếm được 6.800 gem rồi. Thì còn những trường hợp các bạn kiếm như vậy mình cũng chưa nói đến nha. Thì các bạn vẫn có thể kiếm hơn nha, vì còn những nhiệm vụ dưới đây nữa. Và sau khi các bạn như vậy rồi, các bạn vẫn có thể kiếm được cái này trong AFK nha các bạn. Cái AFK nó sẽ như nào các bạn? AFK thì 10 phút các bạn sẽ kiếm được khoảng 10 gem. 10 gem các bạn có em bát 10 x 6, trong 1 tiếng các bạn sẽ kiếm được rồi. Nãy mình có hơi sai các bạn ơi, thông cảm mình nha. Mình lâu mình hứng nhầm một tí. Tính lại nha, 60 x 6, rồi 60 gem trong 1 tiếng các bạn. 60 gem trong 1 tiếng thì một ngày các bạn sẽ kiếm được như đây. Nhưng mà trường hợp các bạn có thể chơi 6 tiếng thì nó sẽ là 4 x 6. Thì các bạn chỉ AFK được 18 tiếng đúng không? Bây giờ 6 tiếng còn lại thì các bạn chơi rồi đúng không? Nhân 60 1080 gem. Ok, 1080 gem đúng không các bạn? Mình sẽ ghi nhớ điều này. Rồi, thì mình tính lại cái này nha. Mình mất tiêu rồi các bạn ơi. 900 nhân 6 cộng 1080 cộng 130. Các bạn vẫn có thể kiếm hơn các bạn. Cũng các bạn có thể kiếm được 6.010 gem. Các bạn vẫn có thể kiếm hơn cho những cái nhiệm vụ này nữa. Mình chưa có kể đến những cái nhiệm vụ là rig lever máy đó, bị fit cái con gì đó trong cái story, rồi đi đến quay nào đó trong cái Infinity và sưu tầm 50 con dịch khác nhau gì đó, hoặc là nâng cấp 60 con nhiêu đó con unit. Ok, tạm biệt các bạn nha. Đây là cách để mình có thể kiếm được gem mỗi ngày. Ok, bye bye mọi người.